Quý vị và các bạn thân mến, kể từ ngày hôm nay, sau khi tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm đầu giải mã rất là mới như thế này, nếu như quý vị và các bạn còn ai hỏi tôi về chiếc đầu giải mã DAC-X7 nữa thì tôi sẽ rất là giận anh em, sự giận anh em luôn. Bởi vì mình đã thông báo anh em rất là nhiều là sản phẩm DAC-X7 hãng ngừng sản xuất để nâng cấp cho ra mắt sản phẩm mới nâng cấp của X7 đây. Thế nhưng mà ngày nào, gần như ngày nào tôi nhận được đến gần chục cuộc gọi của anh em hỏi về chiếc X7 đã về hàng chưa. Cho dù tôi đã thông báo cách đây gần 1 năm trời rồi mà anh em vẫn chưa tin tôi. Anh em cứ bảo là vì sao sản phẩm nó tốt như vậy lại ngừng sản xuất được. Và phải nói rằng là cái sản phẩm DAC-X7 là cái sản phẩm, cái model làm nên tên tuổi của hãng Epic Audio, chính sản phẩm đó. Nên là việc tự nhiên nó biến mất tại thị trường là cái điều mà anh em rất là quan tâm đến. Thì ngày hôm nay, đúng như lời hứa với anh em, và sau khi hãng vừa cho ra mắt phiên bản mới nhất hiện nay của hãng DAC, của phiên bản DAC, tôi đã kịp cập nhật về đến Việt Nam cho anh em chơi. Có thể nói là anh em đã cũng là người mà đầu tiên xem cái sản phẩm này, cũng là anh em đặt sớm, có thể là người đầu tiên mua cái sản phẩm này. Cái sản phẩm X7 nó tốt như vậy, cái phiên bản này nó cao cấp hơn, phiên bản nâng cấp của nó thì chắc chắn nó phải tốt hơn rất là nhiều, và mức giá của nó chênh không hề lớn, rất là nhỏ thôi anh em. Thì xin mời anh em cùng theo dõi cái sản phẩm này nhá. Sản phẩm tôi tạm gọi là DAC X7 Pro nhá. Ngay cả cái vỏ bên ngoài cũng đã thay đổi với cái phiên bản màu trắng như này. Website của hãng epicaudio.com, quý vị có thể biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng đăng truy cập hãng, truy cập vào website này hoặc là quét mã QR ở đây nhá. Đây là cái vỏ hộp. Cách mở hộp của quý vị để ý đây nha. Mình sẽ chỉ anh em từng tí một, rất nhiều anh em không biết mở hộp, cậy ở đây ra. Đây nhá. Hộp này, thời điểm như thế này là gần đây, thời điểm gần đây này là đang dịch nên là hàng về rất là khó anh em nhé. Chưa kể là đây là sản phẩm mới nữa, nên là tôi vẫn cố gắng cập nhật để cho ra mắt hàng về sớm nhất cho anh em. Bởi vì rất nhiều anh em đang trông ngóng sản phẩm như thế này, về chiếc đầu giải mã, đặc biệt là chiếc giải mã X7 Pro như này. Thế là quý vị và các bạn hãy yêu thương cái tấm thân nhỏ bé này nhiều hơn nữa nhé. Có dâu Bluetooth anh em nhé. Cái điểm khác biệt nâng cấp đầu tiên là quý vị thấy được cái con có Bluetooth. Cái này là rất nhiều anh em cần đến một sản phẩm mà có thể tồn tại được hay không thì nó phải đáp ứng được số đông, một nhóm người chơi. Nên là họ đã tích hợp thêm cả Bluetooth nữa. Nên là ai cần Bluetooth thì có Bluetooth rồi. Rồi, dây kết nối USB này. Dây nguồn cắm điện trực tiếp 220V, cái này không gì đặc biệt. Và để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi thì tôi đã có để ở phía sau này một chiếc DAC-X7, đây cho quý vị xem. Đặt lên đây, con này có phải X7 to hơn con này một chút. Đây là quý vị và các bạn biết, đây là con cục chuyển được quang. Một số anh em không biết rằng là vai trò, ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của những con đầu giải mã trong chơi audio như thế nào thì quý vị và các bạn có thể xem lại những video lần trước tôi đã giới thiệu đến anh em về ý nghĩa của những chiếc đầu giải mã như thế này. Thì quý vị chỉ cần hiểu đơn giản là nếu như ở nhà quý vị và các bạn đang dùng chuyển đổi quang nhỏ nhỏ như này, chúng ta hãy thay cái chuyển đổi quang này bằng con giải mã như này, vậy thôi nhá. Còn vì sao thì quý vị hãy tìm hiểu thêm, chức năng của nó sẽ là gần như là thay thế con chuyển đổi quang này nhá. Đây, về cái kích thước bên ngoài trước nhá, kích thước con X7 to hơn con D01 này một chút, to một chút quý vị thấy. D01 model này D01 nhá. To một chút. Thế nhưng con D01 lại dài hơn con X7 một chút. Dài hơn này anh em thấy. Nó dài hơn và chiều dày nó dày hơn. Dày hơn luôn. Cái điểm này thì mình lại không thích, bởi vì là ở Việt Nam này mình biết được cái sở thích của anh em đều thích cái sản phẩm chơi audio nó phải to. Nó phải to một chút cơ, nhỏ nhỏ anh em không thích. Đã chơi audio là anh em thích sự để trang trí, bày cho nó, bày biện cho nó bắt mắt một chút. Đấy là số đông như vậy, còn một số anh em thì vẫn thích nhỏ gọn để kê, nó dễ, nó thuận tiện, không mất chiếm không gian.
Còn đại đa số là anh em thích nó phải to. Phải to, tôi thích nó phải to như này này. Nó giải mã phải to như này luôn này. Phải cái cho tôi nhỉ. Như thế thì dùng cái đá. Rồi, bật nguồn lên nhá cho anh em xem. Bật nguồn lên, cái thứ hai là cái màn hình. Màn hình, đây. Được cắm sẵn một con đây. Màn hình quý vị nhận ra điểm khác biệt ngay là con màn hình con D01 này nó xịn xò hơn, nó đẹp hơn. Thấy chưa? Volume này rất là rõ ràng. Hit nút tần số lấy mẫu này 48 kHz này. Đấy, rất là dễ. Tắt thì ấn giữa 2 giây là tắt, hai con đều như nhau. Ấn giữa 2 giây là tắt. Bật thì con này ấn một phát là bật lên. Con này thì bật lên thì phải ấn giữ 2 giây là thì mới bật. Đó. Và cái này volume này cũng là volume này và cũng là cái tạm dừng này. Con này cũng vậy, hai cái đều vừa là volume vừa là tạm dừng. Đấy là cái vẻ bề ngoài. Thì thấy điểm khác biệt ngay. Và thêm phía sau cho anh em xem phía sau nhé. Phía sau. Rồi, sẽ tắt con X7 đi, sẽ quay phía sau cho anh em xem. Tắt đi nhé. Trước khi rút nguồn chúng ta nên tắt thiết bị đi. Phía sau hai con này gần như là không khác biệt, nó chỉ khác mỗi cái Bluetooth thôi. Bluetooth này, USB Optical Coaxial này, giống nhau hết. Và hai đường ra. À quên, tôi xin lỗi, một đường ra AV để xuống âm đi này, RL đỏ trắng như nhau. Và con D01 này họ loại bỏ cái cổng 3.5 vào đi. Loại bỏ đi. Con này không có cổng 3.5 vào. Bởi vì thực tế cổng 3.5 vào nó không kích hoạt tính năng giải mã, chúng ta không cần thiết nhá. Nên là những cái rườm rà thì các bạn đời mới này họ loại bỏ hết để tập trung chủ yếu vào con chip giải mã cho cái chất lượng nó tốt nhất cho anh em. Ngay cả cái cổng 3.5 ra họ cũng loại bỏ, chỉ để giữ lại cổng phone 6 ly. Như anh em thấy thì rất nhiều anh em hỏi tôi rằng là tại sao lại dùng phone 6 ly không phải dùng cổng phone 3.5, bởi vì cổng phone 6 ly có chất lượng tốt hơn cổng 3.5, nên là chính ra chuẩn tai nghe 6 ly chất lượng là 12 nhé. Đấy là cái vẻ bề ngoài chúng ta nhận thấy cái sự khác biệt. Và như một cái quan trọng nhất, nâng cấp nhất vẫn là con chip giải mã của nó anh em nhé. Con chip giải mã của chiếc DAC D01 này nó cao hơn so với X7 anh em nhé. X7 anh em thấy nó hay rồi, rất là hay rồi, thì với X còn D01 thì nó phải hay hơn rất là nhiều. Và thứ hai nữa, cái sản phẩm này anh em nhé, hoàn toàn yên tâm về cái độ bền. Con giải mã này, con giải mã X7 này tôi đang dùng được 2 năm rồi và đến tận bây giờ không có vấn đề gì cả. Thế nên là hàng của hãng Epic thì anh em yên tâm về cái độ bền. Rất nhiều anh em quan ngại về cái độ bền của sản phẩm như này thì hoàn toàn yên tâm nhé, về hoàn toàn yên tâm. Và trong trường hợp anh em mua hàng của tôi có lỗi thì tôi đổi mới cho anh em trong vòng 1 năm. Đấy, rất là ưu đãi, không phải tự nhiên mà anh em đặt hàng của tôi nhiều đến như vậy. Tôi đã có rất là nhiều anh em nhé, có những sản phẩm liên quan đến audio rất là nhiều lời bán, nhưng mà một số anh em thường xuyên mua hàng của tôi thì biết anh em chỉ mua hàng của tôi bởi vì là anh em yêu quý mình, cùng với đó là cái chính sách bảo hành của mình. Hết thời hạn bảo hành mình hỗ trợ anh em sửa chữa. Ok, một lần nữa, nếu như quý vị và các bạn yêu thích những cái sản phẩm về chiếc đầu giải mã của hãng Epic Audio DAC01 D01 phiên bản nâng cấp của DAC X7 thì hãy vui lòng liên hệ số điện thoại 0908722688 để đặt hàng nhé. Quý vị và các bạn sẽ là người mua hàng gọi là sở hữu cái sản phẩm này đầu tiên tại Việt Nam cho quý vị và các bạn nhé. Rồi, một lần nữa, nếu như quý vị và các bạn đã yêu thích sản phẩm này, liên hệ 0908722688. Đến đây thời lượng của chúng ta cũng đã hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị, các đồng chí và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Nhớ like video này nhé.